Chủ tịch Võ Văn Thưởng kêu gọi Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Người Việt biểu tình phản đối phái đoàn của Chủ tịch Việt Nam và Trung Quốc tại APEC. Chuyên gia Liên Hợp Quốc cáo buộc Việt Nam đàn áp những người bảo vệ quyền môi trường. Walmart muốn Việt Nam trở thành trung tâm cung ứng hàng hóa của châu Á. Myanmar yêu cầu chính phủ chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Nga kết án tù nghệ sĩ kêu gọi Moscow chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Phần Lan sẽ đóng cửa 4 cửa khẩu biên giới với Nga để ngăn dòng người tị nạn. Cảnh sát Đức đột kích trung tâm có liên hệ với Iran bị nghi ngờ ủng hộ Hezbollah. Liên Hiệp Quốc cảnh báo dịch bệnh và nạn đói là không thể tránh khỏi ở Gaza. Các nhóm cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã biểu tình phản đối phái đoàn Việt Nam do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu sang tham dự hội nghị APEC tại San Francisco, yêu cầu chính quyền Việt Nam cải thiện đời sống người dân, tuân thủ các cam kết quốc tế, mở rộng dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Chúng tôi tổ chức biểu tình để mà phản đối sự hiện diện của ông Võ Văn Thưởng là với tư cách là chủ tịch nước cũng như phái đoàn của họ, bởi vì chính họ là những kẻ cầm quyền đã đưa dân tộc của họ đến cái chỗ là nghèo nàn lạc hậu và cái nền đạo đức bị suy đồi. Nó đã nhốt là 243 nhà bất đồng chính kiến và đấu tranh cho dân chủ, đã đẩy những cái nhà đấu tranh kiên cường này đến chỗ suy sụp tinh thần, dân quan tìm kiếm những cái sự phích trả lời của bên chính phủ cộng sản là đã cướp đoạt đất đai của họ, và kể cả những hình thức mà tra tấn người dân và bắt bớ người dân vì những cái tội rất là bất công. Ông Khương cho VOA biết có khoảng 200 người gốc Việt tham gia biểu tình chiều ngày 15 tháng 11. Theo tường thuật trực tiếp từ trang Facebook của Việt Tân, những người biểu tình đã tuần hành đến trước trung tâm hội nghị Moscone West, nơi tổ chức hội nghị APEC, và hô vang các khẩu hiệu phản đối phái đoàn ông Thưởng. Trước đó, các cộng đồng gốc Việt đã phát đi lời kêu gọi biểu tình chống phái đoàn của Việt Nam, trong đó nói rằng trong khi mục tiêu của APEC là gia tăng phúc lợi cho mọi người và đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện trong khu vực, chúng tôi khẳng định rằng nhân quyền vẫn là yếu tố cốt lõi của phúc lợi đó. Sau đó vào sáng ngày 16 tháng 11, cùng với các dân tộc gốc Hoa tại Mỹ, các nhóm cộng đồng người Việt đã biểu tình phản đối Chủ tịch Tập Cận Bình, cũng đang dự APEC, gọi ông là nhà lãnh đạo độc tài. Họ phản đối sự bá quyền xâm phạm lãnh hải Việt Nam của chính quyền ông Tập. Thì hôm nay muốn nói cho các lãnh tụ APEC thấy rằng quý vị đừng tin những người cộng sản nói, mình chỉ nêu lên giống lên cái tiếng nói lương tâm chân chính của chúng ta đối với hội nghị APEC. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, tiếp xúc thống đốc California, gặp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Mỹ, thăm đại học hàng đầu và thăm Việt kiều yêu nước trong khuôn khổ chuyến công du kéo dài 4 ngày đến Mỹ. Ông Thưởng đang có mặt tại San Francisco theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden để tham dự thượng đỉnh APEC và các hội nghị liên quan cũng như có các hoạt động ngoại giao song phương với Hoa Kỳ. Trong buổi trao đổi với Liên minh Doanh nghiệp Mỹ APEC vào ngày 15 tháng 11, ông Thưởng được báo mạng VN Express dẫn lời nói rằng ông mong muốn các doanh nghiệp Mỹ tác động đến chính quyền Hoa Kỳ để sớm công nhận quy chế thị trường của Việt Nam, điều mà phía Mỹ đã hứa sẽ xem xét khi nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện hôm 10 tháng 9. Nếu được Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường, Việt Nam sẽ có lợi thế trong các cuộc điều tra chống phá giá hay trợ cấp hàng xuất khẩu của Mỹ. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai nhưng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong năm 2022, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt giá trị gần 110 tỷ đô la, chiếm gần 30% tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam, theo số liệu của Tổng cục Hải quan. Tuy nhiên, cũng theo Tổng cục này, Mỹ đã tiến hành điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam trong 25 trường hợp, tính đến tháng 8 năm nay. Một báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc cáo buộc Việt Nam nhắm mục tiêu vào những người bảo vệ nhân quyền về môi trường sau một loạt các vụ bắt giữ và kết án, đồng thời kêu gọi chính phủ Hà Nội đặt họ vào trung tâm nếu muốn chuyển đổi sang năng lượng sạch. Năm nhà bảo vệ môi trường đã bị kết án tù vì tội trốn thuế ở quốc gia do Đảng Cộng sản cầm quyền kể từ năm ngoái, một điều khoản mà các nhà hoạt động trong nước và các tổ chức nhân quyền quốc tế coi là được nhà cầm quyền sử dụng như một công cụ để bịt miệng họ.
Ông Surya Deva, báo cáo viên đặc biệt về quyền phát triển của Liên Hợp Quốc, nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 15 tháng 11 khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam rằng việc bắt giữ và kết án một số người bảo vệ quyền con người về môi trường với các tội danh như trốn thuế đang có tác động tiêu cực đến sự sẵn sàng đóng góp của các tổ chức phi chính phủ độc lập cho thỏa thuận đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng. Các nhà lãnh đạo môi trường gồm Ngụy Thị Khanh, Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi, Bạch Hùng Dương và Hoàng Thị Minh Hồng bị kết án nhiều năm tù trong khi Việt Nam đang tìm cách tăng cường cam kết giảm thiểu khí thải thông qua thỏa thuận đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng trị giá 15,5 tỷ đô la do các nước phương Tây đồng tài trợ. There are restrictions on freedom of speech and expression, both offline and online. Tại cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 15 tháng 11, ông Deva được AFP trích lời nói rằng chính phủ độc tài Việt Nam đang sử dụng luật có chọn lọc để nhắm vào một số nhà bảo vệ nhân quyền, nhà hoạt động khí hậu hoặc nhà bảo vệ nhân quyền môi trường. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Việt Hùng khi tiếp ông Deva hôm 6 tháng 11 nói rằng cách tiếp cận của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Walmart, tập đoàn bán lẻ nổi tiếng của Mỹ, kỳ vọng sẽ biến Việt Nam thành trung tâm cung ứng hàng hóa của châu Á, giữa bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang đối diện với nguy cơ bị đứt đoạn do căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như những tác động từ các cuộc xung đột trên toàn cầu. Kế hoạch được bà Andrea Albright, phó chủ tịch điều hành phụ trách nguồn cung ứng của Walmart, nói với Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên trong cuộc gặp ở San Francisco hôm 14 tháng 11 khi phái đoàn các quan chức và doanh nghiệp Việt Nam đến Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC, theo tường thuật của VN Economy. Bà Albright cho biết Việt Nam là một trong 5 nước cung cấp hàng hóa lớn nhất cho chuỗi cung ứng toàn cầu của Walmart, không những ở Mỹ mà còn ở các thị trường khác như Trung Quốc, Canada, Mexico. Theo bà Albright, Walmart mua hàng tỷ đô la hàng hóa từ Việt Nam mỗi năm. Đại diện của Walmart đề nghị Bộ Công Thương giúp tập đoàn bán lẻ mở rộng hoạt động và ổn định hơn chuỗi cung ứng tại Việt Nam khi nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng tăng. Đáp lại, Bộ trưởng Diên kêu gọi Walmart đẩy mạnh việc mua hàng tại Việt Nam, đồng thời phối hợp với phía nhà nước Việt Nam để nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp địa phương và phổ biến thông tin thị trường để các doanh nghiệp địa phương dễ dàng đưa ra chiến lược sản xuất và xuất khẩu khi tham gia hệ thống phân phối và bán lẻ toàn cầu. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Sài Gòn phố lớn và hẻm nhỏ dọc ngang, hẻm là nơi ở và cũng là nơi quần tụ lúc trà dư tửu hậu. Hẻm còn là nơi mưu sinh khi ở đoạn nào đó có thể bày hàng quán để bán cho bà con chòm sớm, vốn tắt lửa tối đèn luôn có nhau. Những chạy xe hôm nay cũng lâu năm rồi, hai mấy năm rồi. Chưa cũng bà con ở sớm đây cũng thân thiện lắm. Cứ kêu chú chạy, có gì người ta cũng giúp đỡ cho chú đó. Sống và con ở đây cũng hòa đồng lắm. Hẻm nhỏ Sài Gòn cũng đa dạng món ăn cho các gu ẩm thực vùng miền của cư dân nơi đây. Bà Thi nói vậy. Tự vì cô bán trong hẻm á, nên toàn là khách quen trong hẻm không mà. Người khách ruột nhiều lắm chứ, có nhiều người cũng ở xa lại á. Thì mua có hai vụ kia cho khách mà, mua thường thôi, trong hẻm mà người ta cũng chờ. Hẻm ở Sài Gòn, dù nhỏ hẹp thế nào đi nữa, song đời sống hẻm vẫn đủ rộng cho các mối thân tình và nói như nhận xét của ông Hoàng Minh Khải, thì chính vì sống san sát nhau nên khoảng cách giữa những người hàng xóm được kéo lại gần nhau hơn. Trong hẻm là đương nhiên là nó có cái gắn kết nhau nhiều hơn, còn mặt tiền thôi, mặt tiền mà anh ai nó sống mà, mặt tiền đường không có lòng lắm, ta không muốn đụng chạm tới ai luôn. Nhà mặt tiền nhà trái còn trong hẻm thì cũng có cái tình cảm chút. Một thời Sài Gòn cúp điện triền miên, vậy là cư dân sớm túa ra hẻm hóng gió cùng nhau chờ có điện lại. Đôi khi cũng cúp điện buổi tối thì hàng xóm thì cũng đi ra ngoài để hóng mát này kia rồi chờ lấy điện rồi đi vô. Đấy. Vậy đó, còn đây là ở đây sống là người ta đi làm công ty hết à.
nhà nào cũng biết nhà đó thôi. Đó, lâu lâu rồi ít và xóm ra lắm. Ở Sài Gòn, đâu ai đếm được thành phố rực rỡ phồn hoa này có bao nhiêu con hẻm, và những ai từng đến Sài Gòn ngụ cư, từng ở trọ trong những con hẻm sẽ có thể cảm nhận được một chút hồn quê giữa chốn thị thành náo nhiệt. Dân Gaza di tản trú ẩn trong một trường học do Cơ quan của Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine, UNRWA, điều hành hôm 16 tháng 11 cho biết họ đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu, điện và thực phẩm trầm trọng, trong lúc người đứng đầu nhân quyền của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng nạn đói và dịch bệnh lan rộng dường như không thể tránh khỏi tại Gaza. Ngồi trong nơi trú ẩn trong khuôn viên trường học do UNRWA điều hành ở Khan Yunis, miền nam Gaza, Nagi Hamdan Kude cho biết giá thực phẩm đã tăng vọt kể từ khi bắt đầu xung đột và tình trạng thiếu hụt hầu hết các mặt hàng thiết yếu đang lan rộng. Gần đó, Zainab Ali Kude, người cũng đang trú ẩn trong trường, cho biết cô chưa từng thấy tình trạng như vậy trước đây. Mọi người không còn sợ hãi dịch bệnh nữa. Họ đã nhiễm rồi. Họ đang phải chịu đựng mọi thứ. Đợi thêm 2 tuần nữa, mọi người sẽ chết hết, sẽ biến mất. Người đứng đầu Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk cho biết, dịch bệnh và nạn đói bùng phát trên diện rộng dường như không thể tránh khỏi ở Gaza sau nhiều tuần Israel tấn công vào vùng đất đông dân cư của người Palestine này. Phát biểu tại cuộc họp không chính thức với các quốc gia tại Liên Hợp Quốc ở Geneva sau khi đến thăm Trung Đông, ông Volker Turk cảnh báo việc cạn kiệt nhiên liệu sẽ có tác động thảm khốc trên khắp Gaza. Theo Israel, cuộc chiến được châm ngòi bởi các chiến binh Hamas, phe đã tràn qua miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10, giết chết khoảng 1.200 người, bao gồm cả trẻ sơ sinh và trẻ em, đồng thời bắt hơn 200 người sang Gaza làm con tin. Israel thề sẽ tiêu diệt Hamas và tiến hành một cuộc tấn công trên không, trên biển và trên bộ vào Gaza đông dân cư. Các giới chức y tế Gaza nói, cuộc tấn công trả đũa của Israel đã khiến hơn 11.000 người thiệt mạng, hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Cảnh sát Đức tiến hành các cuộc đột kích vào sáng sớm ngày 16 tháng 11 tại 7 bang vì nghi ngờ trung tâm Hồi giáo Hamburg hỗ trợ cho nhóm chiến binh Hezbollah, theo lời Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết. Động thái này diễn ra vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm đối với người Do Thái ở Đức sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7 tháng 10 và sau đó là cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Kể từ đó, chính quyền Đức đã trấn áp các nhóm ủng hộ Palestine. Tôi muốn nói rõ rằng chúng tôi đang hành động chống lại người Hồi giáo, không chống lại một tôn giáo hay một quốc gia nào khác. Nhà chức trách đã khám xét hơn 50 ngôi nhà có liên quan đến trung tâm này, nơi có mối quan hệ chặt chẽ với Iran và có hoạt động bị nghi ngờ vi phạm trật tự hiến pháp của Đức. Các cuộc đột kích cũng nhắm vào 5 hiệp hội khác, được cho là các nhóm nhỏ của trung tâm, nhằm mục đích thu thập bằng chứng cho cuộc điều tra của Bộ. Các hoạt động của Hezbollah đã bị cấm ở Đức vào năm 2020. Bất kỳ biểu tượng nào của nhóm đều bị cấm và tài sản của họ bị tịch thu. Một nghệ sĩ người Nga, người thay các thẻ ghi giá ở siêu thị bằng thông điệp kêu gọi ngừng cuộc chiến tranh của Moscow ở Ukraine, ngày 16 tháng 11 bị tuyên án 7 năm tù. Bà Alexandra Skochenko bị buộc tội phát tán thông tin sai sự thật về quân đội Nga. Người phụ nữ 33 tuổi nhận bản án ở St. Petersburg sau khi đưa ra tuyên bố cuối cùng, nơi bà nói với thẩm phán rằng bà là một người theo chủ nghĩa hòa bình, người coi trọng mạng sống con người hơn tất cả. Ngoài án tù 7 năm, Skochenko còn bị cấm sử dụng Internet trong 3 năm tiếp theo. Một công tố viên nhà nước đã yêu cầu mức án 8 năm tù cho bà. Sau bản án, những người ủng hộ bà liên tục hô vang, ôi nhục, ôi nhục, trong khi bà Skochenko dùng tay tạo biểu tượng hình trái tim. Chính trị gia đối lập Boris Vishnevsky đã lên án quyết định này.
Bản án này không công bằng, chẳng có tội tình gì ở đây cả, vì bà Shevchenko không phạm tội gì cả. Tôi thậm chí không nói về nhân tính ở đây hay về sự bình đẳng trước pháp luật ở đây, vì đôi khi người ta bị ít năm tù vì tội giết người hơn là về tội thay đổi năm bảng giá trong một cửa hàng. Đây không phải là công lý, mà là sự hành quyết. Bà Shevchenko đã bị giam hơn một năm rưỡi. Bà thừa nhận đã thay bảng giá siêu thị vào tháng 3 năm 2022 bằng những mảnh giấy kêu gọi Moscow chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và chỉ trích chính quyền. Nhưng bà phủ nhận cáo buộc chính thức về việc cố tình truyền bá thông tin sai lệch về quân đội. Các luật sư của bà Shevchenko nói với tòa án rằng thân chủ của họ không phạm tội gì và sẽ không thể sống sót trong tù vì bệnh celiac, một chứng không dung nạp gluten nghiêm trọng. Những người chỉ trích nói rằng vụ việc này là một phần trong chiến dịch trấn áp bất kỳ ai lên tiếng phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Đã có gần 20.000 vụ bắt giữ và hơn 800 vụ án hình sự tại Nga trong chiến dịch trấn áp những ai phản đối cuộc chiến tranh của Nga tại Ukraine. Phần Lan ngày 18 tháng 11 sẽ đóng 4 trong số 9 cửa khẩu biên giới với Nga để ngăn chặn dòng người xin tị nạn đến quốc gia Bắc Âu này, theo lời Thủ tướng Petteri Orpo tuyên bố ngày 16 tháng 11. Tổng thống Phần Lan hôm 15 tháng 11 cho biết sự gia tăng số lượng người xin tị nạn đến biên giới phía đông của đất nước dường như là sự trả thù của Nga đối với sự hợp tác quốc phòng của Phần Lan với Hoa Kỳ. Phần Lan, một quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu, đã gia nhập Liên minh NATO vào đầu năm nay sau nhiều thập niên không liên kết, khiến Moscow tức giận. Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.340 km với Nga và cũng là biên giới bên ngoài của EU. Bốn cửa khẩu Phần Lan sắp đóng đều nằm ở phía đông nam Phần Lan và thường là những điểm giao thông tấp nập nhất giữa hai nước Phần Lan và Nga. Tuần này, hàng chục người xin tị nạn từ các quốc gia như Iraq, Yemen, Somalia và Syria đã đến Nga mỗi ngày. Theo lực lượng biên phòng Phần Lan cho biết, tăng từ mức trung bình chưa tới một người mỗi ngày vào đầu mùa thu. Cơ quan biên phòng ngày 16 tháng 11 nói rằng số lượng người đến gộp lại kể từ tháng 9 hiện ở mức 280 người. Chính phủ cho biết những người xin tị nạn đến qua ngã từ Nga từ ngày 18 tháng 11 trở đi sẽ chỉ được phép nộp đơn tại hai cửa khẩu biên giới phía Bắc. Khoảng 3.000 người qua lại các cửa khẩu biên giới phía đông nam Phần Lan hàng ngày. Phần Lan cho biết họ sẽ đảo ngược lộ trình một khi không còn người tị nạn tới đây. Trong lúc giao tranh tiếp tục lan rộng ở Myanmar, hàng ngàn người đã chạy qua biên giới sang Ấn Độ trong những ngày gần đây. Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 16 tháng 11 cho biết nước này quan ngại sâu sắc về tình hình gần biên giới. Khi xung đột leo thang, giới cầm quyền quân sự Myanmar đã ra lệnh cho tất cả nhân viên chính phủ và những người có kinh nghiệm quân sự chuẩn bị phục vụ trong trường hợp khẩn cấp. Luận báo từ một quan chức ngày 16 tháng 11 được đưa ra khi chính quyền báo cáo về các cuộc tấn công mạnh mẽ từ quân nổi dậy có vũ trang ở ba bang. Đoạn phim này được Chính phủ Thống nhất Quốc gia đăng trên mạng xã hội vào ngày 9 tháng 11 cho thấy quân đội của họ đốt cháy một doanh trại chính phủ ở nhà tù Calais, miền Bắc Myanmar. Chưa thể kiểm chứng độc lập địa điểm hoặc ngày quay video. Quân đội Myanmar đã chiến đấu chống lại các nhóm dân tộc thiểu số và các cuộc nổi dậy khác trong nhiều thập niên. Nhưng cuộc đảo chính năm 2021, trong đó quân đội nắm quyền, đã mang lại sự phối hợp chưa từng có giữa các lực lượng chống quân đội. Phát biểu với Reuters ngày 16 tháng 11, nhà phân tích Jason Tower cho biết quân đội hiện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng hiện hữu khi quân nổi dậy chống chính quyền đã ra thách thức lớn nhất đối với quân đội trong nhiều năm. Rõ ràng mọi chuyện không còn bền vững với quân đội Myanmar. Tại một thời điểm nào đó, nước này hoặc sẽ phải từ bỏ những phần lãnh thổ rất quan trọng, hoặc thậm chí có thể bị thúc đẩy để đưa ra những nhượng bộ thậm chí còn lớn hơn. Vì vậy, tôi nghĩ quân đội Myanmar đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng hiện hữu vào thời điểm này. Trong các video do lực lượng chống quân đội công bố trực tuyến trong tuần này ở bang Kaya, miền đông Myanmar, các binh sĩ chính quyền bị thương dường như đang đầu hàng. Trong video, người ta có thể nghe thấy chiến binh này nói với các binh sĩ chính quyền. Chúng tôi sẵn sàng bắn các người ngay bây giờ, nhưng chúng tôi sẽ không làm vậy. Dương cờ trắng và bước ra ngoài, sẽ không có chuyện gì xảy ra với các người. Reuters xác nhận được vị trí quay các video. Không thể xác nhận được ngay các video này được quay. Các cuộc đụng độ đã khiến người tị nạn tràn vào tất cả các nước láng giềng của Myanmar. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16 tháng 11, ngoài hàng ngàn người đã trốn sang Ấn Độ từ bang Chin ở Tây Bắc,
bạo lực leo thang cũng khiến nhiều người phải vào lãnh thổ Trung Quốc để xin tị nạn. Các nước láng giềng Đông Nam Á của Myanmar đã cố gắng khuyến khích tiến trình hòa bình, nhưng các tướng lĩnh phần lớn đã phớt lờ nỗ lực của họ. Một tháng sau khi Hamas phát động cuộc tấn công giết người nhắm vào Israel, Kfar Aza, một cộng đồng cách Gaza khoảng 5 km về phía đông, trống rỗng với mùi chết chóc không thể bỏ qua. Ít nhất 52 cư dân ở đây, trong một số trường hợp cả gia đình có trẻ sơ sinh, đã bị sát hại ngay tại nhà. Những tòa nhà thủng lỗ chỗ, bị đốt cháy được IDF đánh dấu, trong khi một nhóm tình nguyện viên Zaka thu thập thi thể các nạn nhân, để lại những dấu vết u ám bằng tiếng Do Thái. Chẳng hạn như cảnh báo này cho biết, có thi thể người trên ghế, nơi một trong những nạn nhân dùng thân mình chèn lựu đạn do Hamas ném để cứu bạn gái của mình. Và bây giờ chúng tôi đến khu phố này, được gọi là Dor Zaire, khu phố trẻ, nơi có hầu hết người trẻ tuổi sinh sống. Ở đây tôi nghĩ có lẽ chỉ có một hoặc hai người sống sót. Hầu như tất cả mọi người trong số 20-30 ngôi nhà này, hầu hết là những cặp đôi trẻ, đều đã bị sát hại. Nhiều người trong số họ cũng bị bắt cóc. Nhiều người đã bị sát hại. Many have also been abducted, many have been murdered. Trong tháng qua, những con phố này chủ yếu chứng kiến binh lính, phóng viên và người đưa tin đến chứng kiến hậu quả của vụ thảm sát. Các tình nguyện viên Zaka đang cố gắng thu thập từng mảnh thi thể để chôn cất. Tình nguyện viên Simcha Grainman nói rằng không ai được chuẩn bị tinh thần để chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh trong những ngôi nhà này. Bạn đến nơi, bạn thấy trẻ con, người lớn, người bệnh nằm trên giường. Họ không thể chạy trốn và họ bị đâm, bị giết bằng nhiều cách tàn bạo khác nhau. Mọi người hỏi tôi, bạn có thấy những đứa trẻ bị chặt đầu không? Hay bạn có thấy người lớn bị chặt đầu không? Tôi thu thập những thi thể không có đầu. Tôi thu thập những cái đầu không có thân. Tôi thu thập xác những đứa trẻ bị đâm bằng nhiều cách khác nhau và tàn bạo. Khu vực này hiện là khu quân sự khép kín. Người dân địa phương được sơ tán đến các thị trấn an toàn hơn, cần có giấy phép đặc biệt để vào. Tiếng đại bác nhắc nhở người dân về hoạt động quân sự của Israel ở Gaza, chỉ cách đó vài km. Trong khi đó, gia đình của 17 con tin bị Hamas bắt giữ ở cộng đồng này vẫn đang chờ tin về số phận những người thân yêu của họ. Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với khu vực này. Các cuộc khảo sát đang được tiến hành với những cư dân còn sống để hỏi xem họ có muốn quay trở lại không, với điều kiện gì và cần phải làm gì để khôi phục lại cảm giác an toàn. Quy mô và sự tàn bạo của cuộc tấn công Hamas khiến IDF bất ngờ. Các chi tiết được hé lộ kể từ đó đã khiến Israel phải suy nghĩ lại các giả định về Gaza. Họ đã có kế hoạch và tôi đã nhìn thấy những bản đồ. Tôi đã thấy họ định làm gì. Họ biết chính xác phải đi đâu. Hanander nói rằng anh biết nếu quay lại, mọi chuyện sẽ không còn như xưa. Anh nói những điều mà nhiều cư dân nghĩ về Gaza đã dội một gáo nước lạnh vào họ. Thực tế là chúng đến và tàn sát chúng tôi, dù phải đền bằng chính mạng sống người dân của chúng. Lẽ ra chúng phải biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Chúng đâu quan tâm. Chúng không hề quan tâm. Người dân phải chết và chúng tự chuốc lấy thôi. Còn đối với chúng tôi, giờ đây rõ ràng là thành phố Gaza và chế độ Hamas chỉ là một thứ cần phải bị loại bỏ bằng mọi giá. Đây không phải là thứ chúng tôi có thể chấp nhận được. Dan cho biết gia đình anh may mắn thoát chết hôm 7 tháng 10. Ngôi nhà của họ ở vẫn còn nguyên vẹn và quân đội Israel giải cứu họ khoảng 20 giờ sau vụ tấn công. Tuy nhiên, giống như nhiều người khác, anh vẫn chưa sẵn sàng xem liệu mình có muốn quay lại không. Anh nói đối với thế giới, đây có thể chỉ là một cuộc chiến khác ở Trung Đông. Nhưng với anh, đây là những người bạn và hàng xóm của anh bị sát hại. Nơi này đầy máu, tôi không chắc nữa. Đây là một câu hỏi vẫn còn quá lớn đối với tôi và với tất cả mọi người. Vụ mùa gần như đã hết. Những con bò này đang sống dựa vào những tình nguyện viên đến cho ăn và vắt sữa. Ngay cả những người dân mong muốn quay trở lại với gia súc và cánh đồng của mình cũng nói, trước tiên, họ phải chắc chắn rằng không còn mối đe dọa từ Hamas ở Gaza nữa. Trang trại của Adam Brown ngay bên ngoài Decatur, Illinois. Cách tiền tuyến cuộc chiến ở Ukraine khoảng 8.700 km. Nhưng khi đạn pháo và tên lửa rơi xuống cách đó nửa vòng trái đất,
Brown cảm nhận được ảnh hưởng của chúng đối với những cánh đồng ngô của mình ở Trung Tây. Chúng tôi đang lao đao vì cuộc xâm lược Ukraine, vì nó thực sự khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn mà chúng tôi không thể đoán trước được. Nó bắt đầu với việc tăng giá các sản phẩm ngũ cốc. Chúng tôi chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ cả về giá ngô và đậu tương. Đó là bởi vì thị trường đã phản ứng với sự gián đoạn trong hoạt động xuất khẩu nông sản quan trọng của Ukraine. Trước chiến tranh, họ là nước xuất khẩu ngô thứ bảy. Họ là một đối thủ cạnh tranh lớn và chúng tôi muốn họ trở thành đối thủ cạnh tranh. Trong khi các nước khác lấp đầy khoảng trống do thiếu hụt sản phẩm ngũ cốc của Ukraine, giá lúa mì năm nay giảm khoảng 50% so với mức cao nhất mọi thời đại trong tháng đầu tiên khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022. Giá ngô cũng giảm vào tháng 4 năm 2022 sau khi đạt mức cao nhất trong 10 năm. Các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu của Ukraine đã gây ra biến động mới trên thị trường quốc tế. Những hành động gây hấn, tên lửa và những thứ được ném vào các kho chứa ngũ cốc dọc Biển Đen hoặc các tàu chở ngũ cốc bị bắt giữ, và điều đó sẽ khiến giá tăng đột biến trong một ngày rồi lại giảm trở lại. Owen Wagner, nhà phân tích của Rabobank cho biết, thị trường đang tiếp tục thích ứng với các cuộc tấn công của Nga. Tôi nghĩ nó phản ánh một thực tế hơi buồn là thế giới phần nào đã quen với những gì mà Nga đang gây ra. Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Tom Vilsack tin rằng sự ổn định ngày càng tăng của thị trường cũng là kết quả của khả năng phục hồi của Ukraine. Ukraine đã và đang làm việc cực lực để tạo ra các tuyến đường và đại lộ thay thế. Và tôi nghĩ giờ đây có nhiều cơ hội để vận chuyển ngũ cốc hơn so với 12 tháng trước, bất chấp những thách thức ở Biển Đen. Giờ đây đã có một tuyến đường nội địa đi qua Romania đang vận chuyển khá nhiều ngũ cốc. Vì vậy, đó là tin tốt. Nhưng nông dân Adam Brown cho biết, tin xấu là sản lượng từ Ukraine giảm. Năm nay, diện tích đất canh tác của họ ít hơn 25% so với trước chiến tranh. Vì vậy, họ vẫn chưa sản xuất nhiều đến mức mong muốn, và những gì họ đang sản xuất vẫn đang bị người Nga tấn công. Khi nhu cầu và giá cả tiếp tục biến động, lợi ích của người này có thể là tổn thất của người khác. Bạn biết đấy, nó có thể mang lại giá cả hàng hóa tốt hơn cho chúng tôi, nhưng đó không phải là lý do chúng tôi muốn thấy giá cả tốt hơn. Những gì chúng tôi muốn thấy là thương mại. Chúng tôi muốn thấy các cuộc đàm phán tốt hơn, các nước láng giềng tốt hơn, và từ đó mang lại sự bền vững cao hơn cho toàn cầu. Một thế giới mà sự chú ý đã nhanh chóng chuyển sang một cuộc chiến mới giữa Israel và Hamas, trong khi cuộc xung đột ở Ukraine và sự bất ổn về xuất khẩu nông sản của nước này vẫn tiếp diễn mỗi ngày. Andre Presson là một người huấn luyện chó kiêm chủ nhân của trung tâm Ecuador de Seis ở Brazil, chuyên huấn luyện chăm sóc chó và cũng là khách sạn dành cho chó. Anh đã tạo ra một chiếc xe buýt chuyên phục vụ hành khách 4 chân để hàng ngày đưa đón chúng đi học. Nhiều năm trời, anh mơ ước lái xe đưa rước các học sinh của mình mỗi ngày theo đúng phong cách. Vì tình yêu thương chúng tôi luôn dành cho chó, cách đây khoảng 2 tháng, chúng tôi đã biến ước mơ ấp ủ từ năm 2010 thành hiện thực. Một chiếc xe buýt dành cho chó, dành để chăm sóc chúng, đưa đón chúng tới nhà trẻ, khách sạn. Tuyệt vời! Thường khi chú Andre ghé, thì chúng tôi không có ở nhà. Chú ấy tự đưa chúng lên xe. Nếu chúng tôi có ở nhà thì chúng tôi xuống. Chú ấy đưa đi rồi đón về tận nơi. Chúng tôi thấy các chú cún cưng rất hớn hở và thoải mái. Rất tuyệt! Các chú khuyển khi lên xe cũng được thắt đai an toàn, nhưng thay vì đây là đai an toàn cho người, thì chính là các sợi dây dắt chó để chúng có thể di chuyển thoải mái nhưng an toàn trên xe. Các hành khách đặc biệt này rất thích thú mỗi khi được đưa đón đi học hàng ngày. Anh Preston đưa tận nơi, rước tận chỗ, tới tận nhà khách hàng để đón chúng và chờ chúng về mỗi ngày sau giờ tan học. Mời quý vị đón theo dõi các tin tức mới nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA qua podcast Thời sự quốc tế VOA trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào biểu tượng chuông ngay dưới logo Thời sự quốc tế VOA để được thông báo các chương trình mới nhất. VOA, tiếng nói từ Hoa Kỳ.